vô giả mà, vô giả phải vô thiệt đâu. Cái thác Đa Tanh La đó là nguyên một cái vòm, nó rộng lắm, có giống như cái hang vậy đó, rộng lắm, sâu hút luôn, nó nhiều. Có cái là thác Đa Tanh La thì cái bề ngang hả? Bề ngang thác cái thác Đa Tanh La bự hơn. Đó mấy cục đá giống như con voi đó, thấy không? Thấy mấy tảng đá giống như con voi không? Giống như nguyên một cái đàn voi xuống dưới tắm vậy đó. Thấy không? Thì đâu em thấy giống con. Đó, mấy cái tảng đá mà có. Có gì ra? Hả? Có gì ra? Tảng đá mà có mấy cái cây rêu nó phủ lên á. Bụi bụi lắm. Ủa trời. Dễ lắm nè. Thôi vô đi vô đi, đi vô đi. Đi vô. Cá liền.